Môn sư giải đáp là phải quán tưởng như thế nào để kiềm chế cảm xúc bản thân? Tôi mong là lần sau khi quý vị đặt câu hỏi đó, cần phải đặt câu hỏi nó chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Hỏi cảm xúc của quý vị là cảm xúc gì? Quý vị gặp cảnh gì? Và cái cảm xúc là cảm xúc gì? Chứ còn chỉ riêng cái chuyện mà để kiểm soát cảm xúc bản thân, Đức Phật nói đầy ở trong kinh tạng đó. Bây giờ làm sao mà trích dẫn ra hết cho quý vị? Tại vì cái câu hỏi của quý vị nó chưa có rõ ràng. Trong số tất cả các câu hỏi đó, có những câu mà phải hỏi thêm để làm rõ, phải hỏi thêm để làm rõ ha. Chứ còn chỉ có như vậy không thôi thì nó không có đủ cái thông tin. Trong cái cái gì, chờ xin một tí xíu, chờ xin một tí xíu. Đây, ở trong cái lớp Phật pháp nền tảng đó, cái bài thiền định số 5 là bao gồm là rải tâm từ, niệm sự chết và quán bất tịnh. Thì ba cái đề mục này đó nó phù hợp với ba cái vấn đề mà chúng ta thường gặp, đó là gì? Khi mà tâm sân nổi trội thì chúng ta có thể giải quyết bằng các niệm tâm từ. Khi mà lười biếng, chúng ta cảm thấy lười biếng giải đãi thì chúng ta có thể niệm sự chết. Và khi mà chúng ta tham dục nổi trội đó thì chúng ta có thể thực hành quán bất tịnh. Đó. Cho nên là quý vị có thể nghe lại cái bài hướng dẫn ba cái phương pháp thực hành thiền định của sư trong cái danh sách là lớp Phật pháp nền tảng ha, thiền định bài số 5. Tại vì cái bản thân câu hỏi chưa có rõ ràng cho nên là sư chỉ có thể đưa cho quý vị một vài cái gợi ý thôi. Muốn rõ hơn nữa thì còn phải tùy vô cái trường hợp cụ thể ha.